Nước Mỹ, hay người ta gọi bằng một cái tên thân thương hơn, xứ sở cờ hoa, nơi mà nhiều người mong ước đặt chân tới dù chỉ một lần, là nơi biết bao nhiêu người khao khát được làm việc, học tập cũng như sinh sống nơi đây. Được đặt chân lên nước Mỹ là một điều may mắn cho ai có cơ hội đó. Giấc mơ Mỹ, một cụm từ đã rất quen thuộc với nhiều người khi họ đặt chân tới mảnh đất xứ sở cờ hoa này. Mỗi người khi tới đây, họ đều mang trong mình một hy vọng, một khát khao được thay đổi cuộc đời, được làm những điều mình mong muốn. Nhưng giấc mơ Mỹ nào đâu phải chỉ là một màu hồng. Để đạt được giấc mơ đó, nhiều người đã phải trải qua những cay đắng, tủi hờn, cô độc để biến nó thành hiện thực. Ôi trời ơi, Mỹ! Ôi trời ơi! Hít thở cái! Cuối cùng cũng đã tới Mỹ rồi, má ơi! Mẹ! Cậu! Khỏe không con? Dạ con khỏe, con trời khỏe không? Trời ơi, thấy lớn dễ sợ luôn á. Dạ, trời con, mà con qua đây á, bay hơi mệt mà qua đây không khí mát, cậu ơi. Ok, thôi mình đi ra xe dạ, đi ha. Cảm ơn cậu. Để cậu phụ nha. Dạ, xe đậu đâu cậu? Quên chi. Thôi là cậu kiếm được con á. Hôm nay cậu đi làm ra trễ quá cho nên là không có đón con ở trong được. Dạ, con cũng hên luôn á cậu. Con nhớ á là cậu gọi Việt Nam, cậu dặn tôm gì á mà con đâu có rành tiếng Anh đâu. Con nhớ là tôm hùm, tôm sú, tôm và cherry. Con thấy chữ tôm bành ki, tiếng sau con không quan trọng. Con cũng giỏi á, chứ không mà đi làm người ta không biết trễ cho má mày sao luôn. Dạ. Ừ, bay mười mấy tiếng á mệt không con? Ờ, mấy cái này có mệt đâu cậu ơi. Khỏe ghê. Ừ, ok. Trời ơi, Mỹ gì ngủ sớm dễ sợ. Ở Việt Nam đi chơi tới 2-3 giờ sáng. Sáng chân qua đây Mỹ. Nhà lầu thì không thấy, thấy gì. Tới thui. Không mà chắc tại người ta đi ngủ. Mai người ta đi làm. Để coi mai ngủ dậy đi chơi thử cho biết nước Mỹ. Có nghe mình rồi con? Dạ cậu. Cái nhẹ nhẹ cho mấy đứa nhỏ với mờ ngủ rồi. Dạ, không biết nữa cậu. Trời ơi, nhà đẹp quá cậu ơi. Tối rồi mà con nhìn con thấy mê luôn cậu. Ok, nhanh đi con. Dạ, dạ cậu. Lễ, đây là phòng của con. Tối nay con cứ ngủ đi đi, mai tính tiếp. Dạ, con cảm ơn cậu. Phòng mới thơm quá cậu ơi. Ok, good night ha. Dạ, cậu ngủ ngon. Cảm ơn cậu. À, bay 19 tiếng mệt quá. Ngủ đã rồi, không biết sao ngủ đây. Trời ơi, chán thiệt, giờ wifi cũng không có. Thôi tắt điện thoại. Qua tới nước Mỹ rồi. Ngày mai mình sẽ đi chơi thật là nhiều nơi. Nước Mỹ mà, mình phải đi khám phá mới được. Không ai chở thì mình đi bộ. Qua Mỹ rồi, nước tự do mà. Muốn đi đâu thì đi. Sợ gì. Ủa sáng rồi hả ta? Ừ, nhắc vô. Vô con. Vô. Vô nè. Vô. Mình phải bận bộ đồ vía này nè.
cho bảnh tỏn ra đường cho nó đẹp trai, đi chơi gái nó mới phải. Ê, dầu thơm. Trời ơi, đẹp trai. Trai. Wow, xe mới đã thơm quá mực. Ừ, Lexus 2020 mà không thơm. Dạ. Ừ, bớt nhúng con, bớt nhúng. Ừ, xe dạ. Mới nha. Xe đã quá mực. Ủa mà giờ mình đi đâu vậy mực? Thì con mới về Việt Nam qua. Dạ. Cho nên là mợ chở mày đi một vòng chơi, chứ ở nhà chi cho nó buồn, thấy không? Dạ. Rồi sẵn á, tao chở mày đi qua bên chợ mua mấy món, tối này về đãi bên Việt Nam ở ngay nha. Đã nha. Cảm ơn mợ đã. Xích beo vô, giờ xích beo vô con. Ủa mà xích beo là gì mợ? Là cài dây này vô nè. Ơi, khỏi mợ ơi, mấy cái dây an toàn này hả? Ở Việt Nam con đi xe có khi nào con cài dây an toàn này đâu mợ. Trời đất ơi, bởi vậy thiệt á, mấy đứa bên Việt Nam này đứa nào cũng như đứa nấy hết trơn á. Tao nói á, mấy cái dây này phải cài vô, phải không? Không có được á, ra đường xe bolix nó thấy nó bắt, không? Mà nó thấy nó bắt á là nó phạt tiền. Mà nó phạt tiền nhiều khi nhiều quá mình không có tiền mình trả. Mà mình không có tiền trả phải đi hầu tòa. Đi hầu tòa xin nó trả tiền, xin nó bớt tiền lại. Bây giờ nó nếu mà không bớt tiền lại tới kéo nhà kéo xe mình, rồi kéo nhà kéo xe nó mình bét credit, phải không? Trời ơi, gia đình ly tán hết trơn nè. Trời ơi, ghê lắm nha mọi. Chỉ có cái dây an toàn thôi á mà nó tới mà mất nhà, mất xe, mất cửa, mất gia đình luôn. À, thì đại khái vậy đó. Ừ, ghê lắm. Dạ. Ừ. Dạ dạ. Con biết rồi. Ghê quá. Để con xích beo thì mợ. Bởi vậy á, mợ nói con á, ở bên đây là bên Mỹ chứ không phải là bên Việt Nam đâu con. Mợ không phải là mợ nói nhiều hay là mợ khó tánh mà tao cũng phải suy diễn nữa, nhưng mà mình ở đâu phải nhập gia tùy tục. Con hiểu không? Dạ. Ừ, chuẩn bị chưa? Đi nha. Dạ. Ủa mợ xích beo mợ. Ờ quên. Chúng thôi mất nhà, mất cửa. Tao la quá tao quên mày thấy không? Dạ. Bởi vậy thì có nhiều công chuyện lắm, bởi vì Việt Nam mới qua tao dặn dò tao mệt lắm, tao sợ mấy người bên Việt Nam mày ơi. Thiệt á. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi mệt. À sao anh bé chỗ. Ồ. Nè, ăn đi con. Đây còn dẹp gì đâu. Ăn sáng thôi. Ủa bánh mì hay gì? Ừ, đúng rồi. Ở bên này á, tao thích ăn bánh mì buổi sáng lắm con. Ừ, trước khi đi làm. Chỗ này á, bán bánh mì là nổi tiếng luôn nha. Vừa tiện vừa rẻ nữa. Mà tao nói nghe nha, bánh mì ở Mỹ á, nó cũng khác bánh mì Việt Nam nữa. Tưởng qua Mỹ được ăn đồ Mỹ, chứ bánh mì ăn bao nhiêu năm nay nghe gần chết. Mợ. Gì? Mà nó đúng thiệt luôn, bánh mì ở Mỹ nó khác ở Việt Nam lắm mợ. Thấy chưa, tao nói mày mà. Nó dở mà nó dở thấy ghê luôn á mợ. Bây giờ mày đói mày có ăn không? Dạ. Thứ gì á? Đi vô đây. À, dạ. Mua chút đồ. Trời, đã không có giờ rồi mà mày còn đi chậm quá trời vậy. Dạ dạ dạ. Ủa mà mợ, con thấy chợ này mọi thứ ở Việt Nam đều có hả mợ? Ừ, bây giờ nó tiện lắm con ơi. Mấy cái chợ Việt Nam đây hả, nó có hết trơn à, không thiếu gì hết trơn á. Mợ tao nói cái lớp tụi bay á, qua đây sướng lắm. Thèm đồ ăn Việt Nam cái đi qua đây lắm. Nè, thấy không, có mấy cái măng rồi kia, măng ngâm rồi, mấy cái mắm miết rồi này kia nữa. Ở đây là sướng nhất rồi con ơi. Ồ, đồ đũa. Gạo nắng. Ê, gạo má nè. Wow. Trời, 5 đồng một bịch luôn. Cái này ở Việt Nam mà cho tôi còn không ăn nữa, để mắc quá vậy. 160, 180 bịch luôn. Má ơi, mắc quá. Cái này nặng không? Để dạ. Sâu vô trong á. Sâu vô trong. Ờ, đúng rồi. Rồi bây giờ cái này nè, mình để lên trên cái đó. Ờ, để lên trên. Để xuống dưới đi. Dạ. Ờ, đó để xuống dưới, lát hồi chạy xe nó đổ hết trơn. Rồi. Ờ, đó. Rồi bây giờ con kéo cái này từ trong ra ngoài. Chưa nữa hả? Ừ, mình tấn vô. Ừ, đó, tấn vô. Trời, chặt chưa? Rồi, đóng lại. Đóng lại đi con, đóng dạ. Lại đi. Rồi, đó, thấy không? Công chuyện xong xuôi trơn rồi. Bây giờ lên xe đi, mà chở đi cái chỗ này vui lắm. Mấy người bên Việt Nam hay là dạ. Bên tiểu bang khác mới qua đó, họ cũng đều muốn đi cái chỗ này trơn á.
Disneyland phải không ạ? Thường. À, hay là Universal? Chưa có vui. Chỗ này không phải nữa, con mới sợ luôn. Dẫn con đi công viên nước phải không ạ? Mày hỏi tao nhiều quá. Lên xe đi, lên xe. Đi, dạ. Đi, đi. Dạ, được đi chứ. Ê, con. Cất cái xe đi. Dạ. Để ông Hân đánh thấy người ta nói mình Việt Nam mới qua. Rồi, ok, mời con đi. Để tùm lum hết trơn. Đó, kéo qua anh kia kìa. Hả? Thấy mấy gốc cây không? Dạ, rồi. Đẩy cho mấy gốc cây đó. Đẩy vô, đẩy sát vô. Để em lum ra hết trơn á. Ta nói mình kỳ lắm. Con đẩy vậy làm sao tay xe cái đầu đẩy sát bên kia. Đó đúng rồi. Bởi vậy thiệt á, mấy đứa Việt Nam mới qua thì nhức đầu vậy, sợ dẫn đi đâu là mệt luôn á. Rồi, nhiều công chuyện lê mê. Đi chơi. Gì không hỏi, nhức đầu luôn á. Tới rồi. Đó, ngạc nhiên chưa? Cái chỗ này nổi tiếng lắm nha con. Giấu vậy thôi chứ mà biết con cũng biết phải không? Dạ, con có biết. Mà con có mấy đứa bạn ở Việt Nam qua đây đi du lịch. Nó nói chỗ này không có gì vui, y như chợ An Đông mà ơi. Bậy nè, ăn đi. Chợ An Đông. Trời ơi, cái chỗ này là nổi tiếng nhất của người Việt á. Đừng có so sánh vậy, thấy không? Dù gì á, nó cũng là của người Việt mà ở bên nước Mỹ, thấy không? Trời ơi, bạn mình đã nói đúng thiệt á. Y chang như Việt Nam, chán gần chết. Vô đây nè con, vô dạ. Đây. Tới nhà con để mấy cái đồ lên trên bàn cho mợ luôn nha. Dạ. Để hết đây. Rồi. Đó. Ủa mợ, có cần con giúp gì không? Thôi, ngày làm vô chậm thêm nữa. Đi ra phòng khách ngồi đi chơi đi con. Dạ. Ủa mà mợ ơi. Nhà có wifi không? Có. Hà Sĩ Tin. Password là 69696969 4 lần nha con. Dạ. Tao qua tới nơi rồi, mai mày rảnh không? Chết, xui quá. Tao chuẩn bị đi làm rồi, nên là chắc mai mới gặp mày được. Ok mày, vậy mai gặp nha mày. Đường xá thì đâu, đông ơi là đông luôn vậy. Đi hết nửa ngày trời nè. Né chân qua. Dạ. Ủa mà mợ, sao sáng giờ con không thấy cậu An? Thì cậu An đi làm rồi con. Cậu An đi làm hãng, đâu có xin nghỉ hoài được. Không. Làm hãng là làm gì mợ? Thì làm công nhân đó chứ làm gì. Ủa mà mợ, làm cơm mà mợ có ngủ trưa không? Trời, ngủ trưa gì con. Ở bên Mỹ này á, người ta cứ đi làm thôi, không có thời gian đâu ngủ trưa, không? Dạ. Đâu phải bên như bên Việt Nam đâu. Ủa mà con buồn ngủ hả? Dạ không, con không có buồn ngủ, mà sao mắt không mở không lên? Chắc tại chưa quen vợ mà. Đúng rồi, bị vết lát á, chứ có gì đâu. Dạ. Thôi, con ngủ chút đi, nhưng mà đừng có ngủ nhiều quá nha. Tối ngủ được á. Dạ. Ủa mà Lệ, dạo này ba má con bên Việt Nam á, làm ăn được không? Lệ. Mà hỏi ba má con bên Việt Nam á, dạo này làm ăn được không? Trời đất ơi, cái thằng mới vừa nói tiếng trước tiếng sau nó ngủ mất tiêu rồi. Nam mới qua. Mẹ con mới đi học về. Ủa? Duyên, về rồi hả? Dạ. Ủa mẹ? Ủa mà chắc là lúc nó em mới qua em nhỏ là không nhớ đâu ha. Chào em. Hi. It's Crystal. How are you doing? I'm fine, thank you. You? Thôi, đi. Đi vô.
Giờ tắm rửa đi, rồi ăn cơm nha. Mấy đứa. Ăn cơm. Cảm ơn em. Dạ, mời mời. Cảm ơn em. Ủa mà mợ, sao giờ này con không thấy cậu An về? Cậu con phải đi làm tăng ca, chắc là khuya mới về. Dạ. Dạo này kinh tế khó khăn lắm con. Bill tiền điện, tiền nước, tiền nhà lên như trong trống vậy đó. Cậu con chắc phải nai lưng ra cài mới đủ tiền. Dạ. Ủa? Anh Lệ ăn ngon không? Con nói gì vậy? Trời ơi, đồ ăn của mẹ nấu không những ăn được á, mà còn ngon nữa. Phải không Lệ? Dạ, dạ. Mơ Hà nấu là số 1. Ủa mà sao gia đình mình ăn cơm không xem tivi á mợ? Ở nhà này không có thói quen vừa ăn cơm vừa coi tivi. Dạ. Thường á, mỗi một buổi tối á, là những thành viên trong gia đình á, sẽ kể những cái câu chuyện xảy ra trong ngày của họ. Dạ. Với lại á, vừa ăn vừa coi tivi không có tốt cho bao tử đâu con. Con đừng có tập cái thói quen đó bên Việt Nam. Dạ. Nè, em gấp cho em. Ủa mà Lệ, ba má con dạo này bên Việt Nam làm ăn được không? Dạ. Chắc là làm ăn được phải không? Nên mới có tiền đưa con qua đây nè. Ừ. Ủa anh Lệ ăn thêm đi, ăn cho no đi, mẹ em nấu ngon lắm á. Cảm ơn em. Ủa anh Lệ, anh ăn cam đi. Tới mùa rồi cam ngọt lắm á. À, khi nào rảnh thì ba em dắt anh đi mua cái sim. Anh thấy cậu bận quá, thì để anh nhờ bạn anh cũng được. Dù gì ngày mai nó cũng qua chở anh đi chơi nè. À, tại vì sao biết không, mua sim ở đây nó không có giống như Việt Nam là anh mua cái anh bỏ vào là anh xài được liền. Với lại á, là bên này á, là anh phải có một cái like, rồi bỏ tên anh vào thì mới xài được. Ủa mà cái like là cái gì em? À, cái like là giống như là cái đường gia đình hỏi á. Là ví dụ như mỗi hộ gia đình á, thì phải có một người đứng tên giống như gia đình của em á, là ba em là người đứng tên nè. À mà hai đứa đợi anh xí nha, anh có quà cho hai đứa nè. Ồ vậy hả? Ok anh. Anh xí nha. Trời đất ơi, người gì đâu mà quê dễ sợ. Nãy ăn uống thì gấp lung tung. Nãy đi restroom còn không dựng cái bàn ngồi lên nữa. Ghê quá à. Tự nhiên giờ nhà có thêm ông này em không thích tí nào hết đó. Bất tiện quá. Mà em đừng nói vậy. Dì hai gửi ảnh qua đây một thời gian thôi. Rồi ít bữa dì dượng qua thì ảnh cũng đi. Em nói vậy ảnh nghe được cũng hay đâu. À, đây đây, quà của hai đứa đây. Ôi vậy hả? Dạ hai đứa một bịch nha. Đây là đặc sản của Việt Nam đó em. Hồi nhỏ đó, hai đứa Việt Nam cũng thích ăn lắm. Nên anh mới mua, đem qua cho hai đứa. Trời đất ơi, anh đem qua cho cực vậy. Cái bánh tráng như vậy bên này nó bán đầy à. Ủa vậy hả? Ừ. Anh đâu biết đâu. Anh còn tính ba gọi ba má anh á, đóng 2-3 thùng qua cho anh bán kiếm lời nữa đó chứ. Trời đất ơi, vậy luôn quá hả? Thanks. Ủa, con này bữa nay nó kỳ quá, anh đừng có để ý nó nha. Rồi anh, giờ này sao rồi, anh ngủ quen chưa? Anh cũng chưa quen giờ, mà hồi nãy anh có ngủ được chút. Cũng ok. Vậy cũng được, vậy cũng được. Anh thấy thời tiết như thế nào? À, thời tiết hả? Anh thích, trời thì mát mẻ, không khí á, trong lành nữa. Chứ đâu có như Việt Nam, nóng như cái lò. Tại vì bên này Cali thì thời tiết nó rất là thoải mái, mát mẻ, hiểu không? Mà thôi, anh coi phim với anh cam tiếp đi. Rồi, tại vì em phải lên làm homework, nó sắp tới final rồi. Vậy thôi nha. Anh ngủ ngon nha, good night anh. Good night. Bye bye anh. Sao mà chán như trời. Thôi đi ngủ luôn. Alo. Trời, cửa này mày làm gì mày ngủ dữ vậy mày? Mày mới vừa qua Mỹ mày làm gì mày ngủ chứ lắm vô mày đặt ngủ nữa.
Nãy sáng giờ tao gọi mày mấy chục cuộc rồi đó. Mày lại hay giùm tao cái. Ủa mày hả gì chim? Cho gì nữa? Mày thông cảm, tao chưa quen vợ đến đây, mày đáng đâu vậy? Mày nghĩ tao đáng đâu, tao ở nhà tao chứ đâu. Sáng giờ địa chỉ mày không đưa tao đi đâu được. Ra mày lấy địa chỉ đưa tao coi. Mày đợi tao xí nha, tao ra tao lấy địa chỉ tao gửi cho. Xin điện thoại của con gọi để nhưng mà. Wow, ông cậu ông chu đáo quá. Tao thay đồ xong rồi, mày qua là đi thôi đó. Tao ra ngoài tao kiếm địa chỉ với số nhà á, tao gửi qua cho mày liền. Mày nói nãy giờ 800 lần rồi đó, nãy giờ tao chưa thấy địa chỉ luôn, rửa lẹ đi rồi. Mà thôi, mày khỏi cần qua đón tao. Tao tự tới được. Được má. Được, được, mày yên tâm. Mày chỉ cần gửi địa chỉ qua cho tao thôi. Xí với tao mày gặp. Dạ nhanh nha. Xí gặp. Sao lâu quá. Để gọi nó kìa. Alo. Mày hả chim? Tao lễ nè. Tao tới cái địa điểm gì à, cái địa chỉ của mày gửi GBS gì đó mà sao tao không thấy. Ủa đang đâu đi lâu dữ vậy mày? Tao đang ở cái đường 40 nè. Mày đâu? Gì vậy, làm gì có đường 40? Mày đi bằng cái gì? Mày đang ở đâu? Ôi mày mà được rồi, rồi tao mày đợi tao xí gặp nha, tao gặp anh này tao hỏi cái. Hello anh. Hello. Tụi em hỏi đường đi tới anh Plus. Oh, sorry, I don't understand. Can you speak English? Sorry. I'm want to go. I'm the luck coffee. You know? Oh, it's right over there. So you turn right and make the corner and you turn right and you turn left and you see it. All right? Yeah. Got it? Yeah. All right. Have a good day. Thank you. All right, bye. Take care. Thank you. Trời ơi, ông nói gì vậy trời? Đậu xe ngon lành lịch sự. Ngon. Ê. Dạ. Việt Nam mới qua con. Dạ. Đem xe đi chỗ khác, chỗ này xe hơi đậu con. Lấy cái xe. Chỗ này xe hơi đậu. Đi chỗ khác. Dạ. Lâu quá. Hey. Hello bạn Hiền. Xin lỗi nha, để bạn chờ lâu. Tại mới qua, không biết đường. Rồi, không sao đâu, tới là được rồi. Ê, đã ta. Gì? Dạo này béo ra Mỹ nuôi khéo quá ha. Ăn mặn cũng phát sành nữa ta. Trời, phát sành gì đâu. Trời ơi, mấy cái đồ quỷ yêu này ở nhà tao đẩy cái gì. Trời, Việt Nam mới qua mà đội nón Gucci nữa. Trời mấy ơi, này, luôn á. Đồ thiệt hả? Mắc in Việt Nam. Ôi, thôi. Hát fashion. Không sao đâu, bỏ đi. Thôi nha, chúc mừng bạn nha. Đã từ bỏ thiên đường đến như địa ngục. Bạn nói chuyện mắc cười quá. Nói như bạn vậy, ai cũng muốn qua địa ngục giống như mình hết á. Anh vừa tới rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đọc ngược rồi ông nội ơi. Vậy mới đúng nè. Dạ, chị thông cảm. Tiếng Anh không hợp á. Ừ, đúng rồi, tiếng Anh không à. Nè, đúng rồi, đọc tiếng Việt thôi ông nội. Nè, đây là biệt xúc. Coi lâu quá. Dạ, chị cho em vài phút nha chị. Bạn em nó coi lâu quá. Dạ, cảm ơn chị. Ơi mày, đồ ăn ở đây mắc thiệt. Ừ. Một phần ăn á là 10 đô. Mà tính ra tao muốn ăn hay là tao uống ly cà phê á là 16 đô la. Trời ơi, tính ra 350k ở Việt Nam luôn á mày. Ôi, lỗi gì? Dăm ba cái đồng lẻ này, tao đâu có mày bao đâu, lần này tao bao được chưa? Cũng được, mà tao tưởng đồ ăn bên Mỹ á nó rẻ lắm. Ai ngờ thậm chí nó còn mắc hơn ở Việt Nam nữa ba. Thì ai biểu mày đổi từ tiền đô ra tiền Việt làm chi? Bây giờ tao nói mày ở đây á, một người á, không, người ta làm dữ lắm nha. Trung bình á, một tháng á, phải là 1-2 ngàn đô. 1-2 ngàn đô đó mà mày ăn tô phở nè, ly cà phê 10 mấy đồng. Hợp lý không? Quá hợp lý đúng không? Đúng. Mày nhớ hồi xưa tao mày không? Ở Việt Nam đi làm, trời đi làm thấy mồ luôn. Cực. Một tháng nhiêu? Mấy triệu. Mày đi ăn chút xíu rồi tự nhiên mất mấy trăm. Thấy hợp lý không? Với lại á, đó mày nè, tại mày Việt Nam mới qua á, mày bỏ tối đi, đừng có đổi tiền này qua tiền kia nữa. Không thôi á, mày bị lộ thân phận đặc biệt của mày á. Cái gì? Việt Nam mới qua. Ê, tính ra là tao mới qua luôn á.
Trời, nó không biết nhục luôn á. Trời trời trời. Trời nhục. Không không, mày order lẹ đi, tao đói rã ruột rồi. Rồi. Mày khỏi đọc luôn đi. Tao đợi mày đọc là đã bếp người ta đóng cửa rồi. Thôi để tao order cho, ở đây có hai món ngon lắm. Gì? Rồi mày ăn món này đi. Bánh mì phá lấu. Bao ngon. Thử ha. Thử thấy là thấy ngon rồi okay. Đó. Ok. Ồ, ngon ha. Ngon mày. Nói mày rồi, hấp dẫn không? Công nhận đồ ăn mà giới thiệu ngon thiệt. Anh ơi, cho em xin một đồng được không anh? À. Cho em xin một đồng thôi. We have no cash. Sorry, we have no cash. Ủa, mà ở Mỹ cũng có ăn xin nữa hả mày? Có sao không? Nhiều nữa đằng khác á. Rồi mày biết nhiều khi hai ba khu với nhau không? Ừ. Cái nó hợp tác, nó ký hợp đồng, nó chia tiền với nhau. Có vụ đó nữa? Ừ. Ủa mà sao mày biết? Ở đây ai không biết. Ở đây cái đó đó, hồi nãy á là ăn xin thiệt, ăn xin giả kìa. Ở trong đó chủ tịch không? Chủ tịch là gì mày? Chủ tịch ăn xin. Không. Chưa. Bữa tao thấy tao đứng trước cây xăng không? Ừ. Nó đi xe xịn hơn tao nữa. Mà nó nở lòng nào nó tới đứng trước mặt tao nó xin tiền. Xin chi? Xin đổ xăng luôn á. Trời có vụ đó nữa. Sao? Trời ơi tao không tin được luôn á. Thôi ăn đi mày. Ừ. Ngon. Ừ. Mày mốt tao ăn nữa mày ngon. Cũng ngon á. Trời. Ơi nhìn mặt anh này tội nghiệp không? Cho mấy đồng lẻ đi không? Thôi cho đi. Tiền lẻ rồi nha. Ê, ở đây có xài ngoại tệ không? Mày đưa thử, mày đưa thử. mày đưa thử hả sao? 10 ngàn. 10 ngàn? VND, VND. Nó không biết xài. Lạ quá. Ôi. Trời. Tao cản mày không kịp luôn á. Trời đúng sang luôn á. Sao? Trời ơi. Mày đưa 5 đồng luôn hả? Ừ thì cho lâu lâu mới cho 5 mày đồng. Mày đưa, mày đưa kiểu đó người ta. Ổng lấy, ổng đi mua truck hết. Truck là gì? Là xì ke đó ba. Mày nhìn cái tướng khứa đó là xì ke chắc luôn á. Xì ke mập vậy ba. Nó cũng ăn mà. Trời ơi. Thôi mà khoan đã. Mà sao mà ra đường sao đem tiền nhiều quá vậy? Ồ, tiền mặt á. Trời ơi, mày đem kiểu đó có ngày bị cướp đó. Gì ở Mỹ cũng có cướp nữa hả mày? Trời, tao đâu sợ mày làm gì? Hôm bữa nè. Hôm bữa là cái vụ mới đây nè, nhưng mà còn ở đây á, gần đây nè. Ừ. Có một cái chợ. Tại vì nó xui cái là cái chợ kế bên nhà băng, không? Thì ở đó năm nào cũng có vụ cướp hết trơn. Mà lần nào cũng có người bị chết hết. Giống như năm ngoái thì có cái anh đó hay là cái ông nào hay là bà không biết nữa nha. Bị bắn chết. Trời. Ừ nhưng mà năm nay nè tội nghiệp lắm, mới vừa xảy ra một bữa luôn. Có cái cô kia bị mấy thằng Mỹ Đen á lại nó giật đồ xong rồi nó lôi cổ theo đằng sau không biết nữa, vô tình bị xe cán quan chết luôn. Trời. Tội nghiệp lắm, thấy thương lắm. Thôi để mai mốt tao ra đường á tao không đem theo nhiều tiền mặt nữa, ghê quá người. Ừ thì đó rút kinh nghiệm đây chứ nguy hiểm lắm á. Thôi ăn đi, đồ ăn ngon mày. Ừ, nguội luôn rồi, mém nguội luôn rồi. Ăn đi, mà ngon đúng không? Ngon. Ừ. Ở đây làm được ăn được ha. Ừ. Ngon không? Ngon á, mà tao thấy cay, hơi cay nha. Tàu ơi. Tôi thấy ngon rồi. Tàu ơi, 1, 2, 3, 4 luôn kìa. Mày ăn mà mày điếm gì vậy? Mấy ông thần phá đám tới rồi ông ơi. Tới nữa. Thấy chưa? Tao nói mày rồi mà mày không có nghe tao đâu. Trời ơi. Ngon anh này. Lâu lâu anh em mình có gì gặp mặt ha, vui ha, ăn đã đúng không? Ăn no, mát nữa. Rồi thôi lần sau gặp tiếp. Mà mày thấy tao hay không? Ừ, sao? Tao đậu xe rất là lịch sự luôn. Ở ngoài đây nè. Ôi, bớt giỡn đi ông nội. Sao? Mới qua Mỹ. Ừ. Rồi có xe, rồi biết lái luôn. Tao đâu có nói tao đi xe hơi, mày lộn rồi. Ủa không phải chiếc đó hả? Không. Chiếc nào? Chiếc này nè. Ủa chiếc nào vậy? Ủa chiếc nào vậy? Hồi nãy tao đậu ở đây luôn á. Rồi, đâu rồi? Không thấy. Chết cha, mất tiêu rồi, hồi nãy tao đậu ở đây nè. Trời, cái cảnh này quen nè, hay luôn nè. Ờ, mất xe mà hay. Ờ, cái này giống như là chủ tịch giáo bộ đi xe đạp và cái kết vậy đó. Ủa, bị gì vậy? Trời chị. Ủa, mất xe phải không? Dạ, bạn em nói. Ủa, hồi nãy tôi thấy xe của hai người á, có ai bưng lên xe chất đem đi rồi. Tưởng đâu là người ta mất khóa cho nên người ta trở về chứ đâu có biết đâu.
Ủa mà bộ đi đứng gì kỳ vậy? Qua đây không chịu khó xe rồi cẩn thận lại vậy? Nó nghe nè, bộ Việt Nam mới qua hả? Dạ, em Việt Nam mới qua. Thôi chúc mừng nha, chúc mừng. Dạ chị. Trời ơi, hồi nãy tao tưởng là mày đi Uber, hay là tao tưởng là ai chở mày qua luôn á. Không, tại nãy mày gửi địa chỉ qua cho tao, tao thấy nó gần, mà sẵn tiện nhà có xe đạp của nhỏ em, tao lấy chạy mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, thiệt luôn á. Việt Nam mới qua, Tài Lanh, mày đến làm gì? Mày định một lần chơi lớn xe thiên hạ có trầm trồ không hả? Thôi được rồi, lên xe tao chở mày về. Ừ, thôi đi về. Rồi thôi đi. Đi nè, xe bên này nè. Chắc không sao đâu, bên Mỹ xe đạp rẻ thúi hả? Giờ lo là lo cái đống đồ này nè. Qua Mỹ đem có mấy bộ hả? Chưa có được đi đâu mua hết á. Cậu phải nói với mợ để mà có mấy giặt chứ, trong nhà có mấy giặt mà sao tự nhiên ở bên Mỹ mà con đi con giặt đồ rồi con phơi đồ giống như là ở dưới quê vậy con? Dạ hả? Tại con thấy mấy đồ cá nhân đó của con tự giặt cho nó tiện mà. Đồ cá nhân mới phải mang vô trong nhà giặt, tôi khổ cậu quá à. Dạ con xin lỗi mợ, mai mốt bây giờ lấy mang vô trong nhà đi. Trời ơi. Đó, cầm vô nè. Trời ơi, tôi thấy mấy cái đồ này sao mà tôi ớn táo bo luôn á. Bởi vậy mấy cái nước mà Việt Nam mới qua này thiệt á, cái gì. Con nhớ nha con. Dạ mẹ. Đây là máy sấy ha. Dạ. Đây là máy giặt. Thấy không? Rồi, nhớ nha. Đó, vậy nha. Đây là đồ thường. Đây là quần jean. Đây là đồ sáng. Ồ. Ủa? Lệ ơi! Lệ! Dạ mợ! Dạ! Lệ! Con ở nhà con xài cái máy rửa chén á hả? Dạ đúng rồi mợ! Mợ nhớ là ngày hôm qua là mợ đã rửa hết rồi. Rồi sáng nay nguyên một nhà đi làm nữa. Con rửa gì ở trong này? Dạ trời, con rửa cái dĩa hôm qua, dĩa cam mợ kêu con đem ra cho cậu á. Con cái dĩa thôi à? Dạ. Mà con bỏ vô nguyên cái máy rửa chén con rửa. Ủa thì đây là máy rửa chén mà mợ. Trời ơi, Lễ ơi là Lễ, con mới Việt Nam qua con không biết. Mà nói cho con nghe vậy. Dạ. Nào, cái này là cái máy rửa chén. Nhưng mà tại vì nó rửa chén không có sạch, cho nên mình lấy chén từ trong cái máy rửa chén, mình mang qua cái bồn rửa tay mình rửa. Đó, mình rửa hết ở trong đây đi, bắt đầu mình rửa nước chảo khô ha. Dạ. Sau bắt đầu mình mang cái chén trong cái bồn rửa tay mình mang qua cái máy rửa chén, bắt đầu mình hông chảo khô. Đó, mình để trong đây tại cái máy rửa chén này nó chỉ để cho hông khô cái chén thôi. Là tại vì cái máy rửa chén này nó rửa chén không có sạch, cho nên mình phải mang chén từ trong cái máy rửa chén, mang qua cái bồn tay mình rửa. À, mình rửa xong xuôi hết đi, bắt đầu mình rửa nước cho nó ráo đi, thấy không? Bắt đầu mình cầm cái chén, mang qua trong cái máy rửa chén, bắt đầu mình hông cho khô. Đó, con hiểu không? Dạ hiểu mợ. Con nói là từ đầu cho mợ nghe coi. Dạ thì ra đây là cái máy rửa chén mà mình rửa. Không phải, đây... không phải vậy nè, để mợ nói từ đầu cho con nghe nha. Dạ. Máy rửa chén, thấy không? Hiểu tới đây chưa? Dạ hiểu rồi. Hiểu tới đây chưa? Đó. Mom, cái gì? Where's my bike? Hồi sáng con thấy nó ở trước nhà mà. Thì mẹ cũng đi làm từ sáng tới giờ. Chứ có nhà đâu. Rồi con có thấy cái xe của em không? À dạ hồi sáng con có mượn tạm chạy đi ra ngoài mợ. Rồi giờ cái xe đâu? Dạ con không biết sao nữa, con khóa cẩn thận lắm mợ, mà lúc con ra con không thấy đâu nữa. Oh my god. Đã mượn sang người ta không xin phép mà bây giờ còn làm mất nữa. Trời đất ơi, Lễ ơi là Lễ. Sao vậy con? Hả? Mấy người Việt Nam ở bên mới qua đây sao mà làm gì không có ý tứ gì hết trơn vậy? Con làm cái gì con cũng phải hỏi ý cậu mợ chứ. Đó,
rồi bây giờ mất cái xe của con nhỏ rồi. Giờ sao? Dạ con xin lỗi mợ, anh xin lỗi chiều. Mà xe đó bao nhiêu vậy mợ? Để cho con gửi mua lại cho em. Mua lại cái gì nữa mà mua? Trời ơi, mất tiêu cái xe rồi. Bởi vậy tôi nói thiệt á, cái ông này nè, nhà này nè, mang mấy cái người Việt Nam mới qua làm chi không biết nữa. Tôi nghe Việt Nam mới qua tôi mà nổi ra ông hết trơn à. Sợ nó ông ho luôn vậy. Không biết chừng nào ba má nó mới qua nó mới về đó. Chuyện đó thì cứ để từ từ. Khi nào anh chị qua đây thì sẽ báo mình biết. Rồi không lẽ mấy năm trời rồi thằng Lễ nó ở nhà mình mấy năm hay sao anh? Trời ơi, nhà mình có con gái đó anh, nó bất tiện lắm. Mà đã vậy nó còn bị cái tánh Việt Nam nữa, tài lanh tài lẹt không à. Sáng giờ đủ thứ chuyện trên đời, trời em nhức đầu lắm anh ơi. Nhà mình có nhiều công chuyện để lo rồi, mà bây giờ còn lo thêm nó nữa, nó rắc rối lắm. Anh á, anh coi sao làm đi nha, tính sao tiện thì tính á. Thì nó cũng là cháu anh chứ có phải ai xa lạ đâu. Nếu em nghĩ con mình đi học ở xa, ở nhà người ta mà cũng bị họ nói như vậy thì em thấy thế nào? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mình lại không nghĩ là khi qua Mỹ lại có nhiều chuyện phức tạp đến như thế này, mà lại xảy ra với những người thân máu mủ ruột thịt nữa chứ. Vậy thì trong chuyện này ai mới là người có vấn đề? Vậy thì sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây? Hôm nay tôi thấy cô đơn, dù xung quanh tôi là những người quen thuộc. Sao tôi tìm hoài không thấy điều đúng đắn cho riêng mình. Cá nhân mới phải mang vô trong nhà văn, khổ cậu quá à. Đâu là sai, hãy nói cho tôi nghe chút thôi. Tôi không gian dối với ai, mà tại sao người luôn chê bai. Nói nghe nè, bộ Việt Nam mới qua hả? Dạ. Việt Nam mới qua hả con? Dạ. Đem xe đi chỗ khác, chỗ này xe hơi đậu. Lấy cái xe, chỗ này xe hơi đậu. Đi chỗ khác. Dạ. Trời đất ơi, ngồi gì đâu mà quê dễ sợ. Nãy ăn uống thì gấp lung tung, nãy đi restroom còn không dựng cái bàn ngồi lên nữa, ghê quá à. Bây giờ nhà có thêm ông này không thích tí nào hết đó. Hãy cho tôi một lần trở về, về lại nơi tôi sinh ra, để tôi được hát câu ca mẹ ru. Âu ơ như lúc cho nắng ngồi vườn, thả cánh diều mộng mơ bay cao, cùng với những giấc mơ tôi hồng trông. Hãy cho tôi lại được thấy tình thương. Hãy cho tôi lại được thấy. Dạ con chưa, cậu vô đi. Cậu cũng nghe mà con nói về chuyện của con ngày hôm nay. Thì mợ con nói như vậy thôi, nhưng mà không có ý gì đâu con. Thì hy vọng sau này con có thể nói trước cho cậu với mợ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Con luôn để ý đến mợ mà con không hiểu sao mỗi chuyện con làm thì không vừa ý của mợ. Nhập gia là phải tùy tục con à. Cuộc sống này nó rất là khó khăn, sau này con còn đi học đi làm nữa, cho nên con phải vượt qua. Hồi lúc mà cậu qua đây á thì cuộc sống nó rất là nhiều việc khó khăn. Tiếng Anh tiếng U cậu còn không biết, nhưng mà tới thời điểm này của con qua đây rồi thì cuộc sống đã sung sướng hơn rất là nhiều. Dạ cậu, con sẽ tập làm quen. Thôi, cố lên, cố gắng thích nghi với cuộc sống Mỹ và tự tin hơn con nhé. Dạ, con cảm ơn cậu. Thôi, good night, ngủ sớm. Dạ, cậu ngủ ngon. Những thế hệ Việt
cần một nơi để cảm thấy thuộc về trước khi vươn ra thế giới. Chung tay với chúng tôi xây dựng một cộng đồng trẻ đầy tính chia sẻ và sự cảm thông. Hãy nhớ, tất cả chúng ta cũng đã từng là họ. Mình sẽ làm khi mà để Mai Dương dẫn dắt cái đoàn này. Ai cũng thắc mắc chê mình là không biết rành tiếng bay này, thật sự là mình không có nhớ, mình không quan tâm. Có rành lắm cuối cùng đi lạc. Phi qua hay là phi su hay là parking hay gì đó, đại dạng số chơi 71, 72. Chúng tôi không hiểu gì hết, cái tụi tôi là người Mỹ gốc Việt mà. Đề nghị anh Mai lần sau là nói tiếng Anh nhá. Parking 1 hoặc là parking 4 không có bãi nào hết. Bãi nào hết. Mày nhảy nạn đơm lại không? Qua thôi các con. Rồi ok ok. Góc máy là góc máy. Quá không mà. Nên nhớ là trong đoàn này chỉ có một mình tôi thôi. Một mình tôi mới được cắt thôi. Chỉ có một mình tôi thôi. Tôi là vũ trụ nha. Chưa quen man, 12 giờ rồi. Tôi đâu phải là diễn viên đâu. Đấy, lần nữa. À, các bạn thấy không? Để khỏi bị đuổi nên là phải xách cái bịch này. Vô chai, nhặt sản xuất rồi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Chúng tôi đã tập trung tại studio và làm việc cực nhật từ lúc 12 giờ. Có nghĩa là chúng tôi đã làm việc liên tục vào lúc 12 tiếng rưỡi rồi. Không có tiền. Hay gọi là rất là nổi tiếng tại nằm trên con đường Bosa tại miền Nam California. Đó chính là Phước Lộc Thọ. Các bạn nhớ nha, là chữ Phước nha chứ không phải là chữ Phúc Lộc Thọ mà các bạn hay gọi sai. Đó là chữ Phước Lộc Thọ. Ok. Tự nhiên vô làm chụp hình vì hai đời xin mà tự nhiên bây giờ bắt làm ăn xin luôn. Không, thấy đại phim bất công đối đãi. Dạ. Nói chung là mọi người đã làm việc tới 14 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là thêm 14 tiếng nữa. Chả đủ. Các bạn đã xem tập 1 của OCTV. Và thông mong rằng mọi người hãy nhận xét nhiệt tình vào, chém gió nhiệt tình vào nha các bạn. Bên cạnh mang đến những clip vui, hài, giải trí cho tất cả mọi người thì hy vọng rằng OCTV sẽ đem lại những ý nghĩa thật là nhân văn qua từng clip của chúng tôi. Mong mọi người có thể like, comment và share cái tập 1 này. Và đừng quên nhấn nút subscribe của kênh OCTV.